vâng quý giới cho chúng con ạ. Dạ kính kính mời đạo tràng cùng con sám hối Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Uttamangenavandeham padapam suvaruttamam buddheyo kalito doso buddho kamadutang mamang uttamangenavandeham dhamman chaduvidang varang dhammeyo kalito doso dhammo kamadutang mamang Uttamange na vandeham Sangan cha duvidottamang Sangheyo kalito doso Sangho kamadutang mamang. Chúng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần với chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến Phật Bảo, cúi xin Phật Bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Chúng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xóa tội lỗi ấy cho chúng con. Chúng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tam bảo tăng bảo xóa tội lỗi ấy cho chúng con. Dạ. Một lần nữa, chúng con kính tri ân sư Nguyên Thông đã truyền tam quy và ngũ giới cho chúng con. Dạ, theo lời chỉ dạy của sư Thanh Tâm thì bây giờ chúng con xin thỉnh sư Pháp Trang chúc phúc cho đạo tràng chúng con trước khi chúng con vào buổi học ngày hôm nay ạ. Nam mô Phật Thầy Giá, chúng con xin thành kính đảnh lễ thượng tọa. Chúng ta thành tâm và xin thân chào sư Nguyên Thông cùng toàn thể đạo tràng chư Phật tử. Giờ đi theo được lời chỉ dạy của thượng tọa Thanh Tâm, chúng con xin được thay mặt chư Tôn Đức Tăng để chúc chúc đến toàn thể đạo tràng chư Phật tử. Nam mô Phật Thầy Giá. Ý chí tăng ba tê tăng tâm hăng kia pa mê vá sa mê chá tôn sa pê po rán tô sáng ca pa chán đô pan na ra so yá tha ma nê chô tê ra so yá tha sa pê tê yô vê vá chán tô sa pa rô rôm. Vê na sa tô ma tê pa vá toàn ta ra yô so kê đê ca yô kô pa vá phê vá đà na sê lê sa nê cha vô ta pa cha yê nôm. Yataro tamma wa thante ayawano sokang palang các quả lần mà người đã mong mỏi cho được mau thành tu kịp thời đến người cầu xin những sự si xét chân chánh cho được tròn đủ đến người như chân trong ngày rằm ma bằng trắng vậy cũng như ngọc ma ni chiếu sáng rõ ràng. Là ngọc vi bao hoa có thể làm cho tất cả sự ước ao của người đều được như nguyện tây atala ta suketa ralaha potasa sane aroram suketa ho hisaha sape he nhà tê phê cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo, cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn được an vui cho mình và những người trong gia viên cả thải siết tây gia chân ra tha siết tham a tu siết tham a tu siết tham a tu đăng pha lăng etasmin ratanatayasmin sambasa danace etaso cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Sa đu sa đu sa đu giả kính trang sư Pháp Trang đã chúc phúc cho chúng con ạ. Dạ bây giờ mỹ mời chị Nguyên Như nha, chị Nguyên Như có đó không? Dạ mời chị ạ. Nam mô Bích Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Thông. Dạ con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ hôm nay là mau quá ha quý vị, là đã một tuần đã trôi qua và chúng ta lại
được gặp nhau đây và ôn những cái bài vi diệu pháp lại của thầy Kinh. Dạ, như xin kính mời chị Kim Nhung có thể post lên lại 8 cái tâm đại thiện bằng Bali và bằng tiếng Việt để cho lớp mình đọc lại. Dạ, con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm, sư Pháp Trang và sư Nguyên Thông có thể làm đầu tàu cho lớp chúng con ôn bài. Dạ, con xin dâng mic tội cho chư Tăng ạ. Dạ, mô Phật, một lần nữa con xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý cô và kính chào đạo tràng. Sư Xuân Phong đọc trước ạ, sau đó mời Tỳ Kheo với Pháp Trang, sư Nguyên Thông cùng tất cả quý vị. Maha Kusala Kama Vachara Chitta, tâm đại thiện dục giới tịnh hảo. So Manasa Sagatang Nhana Sambayuttang Asankarikang, tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. So Manasa Sagatang Nhana Sambayuttang Asankarikang, tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ. So Manasa Sagatang Nhana Vipayuttang Asankarikang, tâm đại thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. So Manasa Sagatang Nhana Vipayuttang Sasankarikang, tâm đại thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ. Sa thú, sa thú. Rồi mời mời Tỳ kheo, mời sư, mời Tỳ kheo Pháp Trang, mời sư Nguyên Thông và đạo tràng nhé. Mô Phật. Nam mô Phật Hà Giá. Dạ, bây giờ chúng con xin được đọc 800 vi diệu pháp. Cái Upekkha. Upekkha sasagam ñāna sampayuttang asaṅkhārikaṁ, tâm đại thiện thọ xả hợp trí vô trợ. Upekkha sasagatang ñāna sampayuttang asaṅkhārikaṁ, tâm đại thiện thọ xả hợp trí hữu trợ. Upekkha sasagatang ñāna vipayuttang asaṅkhārikaṁ, tâm đại thiện thọ xả ly trí vô trợ. Upekkha sasagatang ñāna vipayuttang asaṅkhārikaṁ, tâm đại thiện thọ xả ly trí hữu trợ. Dạ. Bây giờ chúng tôi đã đọc xong rồi, bây giờ xin mời sư Nguyên Thông ha. Dạ, và sau đó xin mời quý vị trong đạo tràng. Nam mô Phật Thầy ạ. Dạ, con là Nguyên Thông, con xin đọc bài. Subham lam upekha sagatang ñāna sampayuttang asaṅkhārikaṁ, tâm đại thiện thọ xả hợp trí vô trợ. Upekha sagatang ñāna sampayuttang asaṅkhārikaṁ, tâm đại thiện thọ xả hợp trí hữu trợ. Upekha sagatang ñāna vipayuttang asaṅkhārikaṁ, tâm đại thiện thọ xả ly trí vô trợ. Upekha sagatang ñāna vipayuttang asaṅkhārikaṁ, tâm đại thiện thọ xả ly trí hữu trợ. Dạ, giờ con xin mời người kế. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Mây, Nam mô Sang Ca. Dạ, con xin trả bài. Maha Kusala Kama Vachara Chitta, tâm đại thiện dục giới tịnh hảo. 31. So Manas Sasahagatang Nhana Sampayuttang Asankharikang, tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. 32. So Manas Sasahagatang Ñāna sampayuttang asaṅkhārikaṁ, tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ. 33. So manas sasahagatang ñāna vipayuttang asaṅkhārikaṁ, tâm đại thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. 34. So manas sasahagatang ñāna vipayuttang asaṅkhārikaṁ, tâm đại thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ. Dạ, xin mời vị kế tiếp. Xin mời chú Anh ạ.
Dạ, mô Phật, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính chào quý cô tu nữ và con kính chào ông Năm Bà Năm và kính chào quý đạo hữu. Sau đây con xin đọc bài ạ. Dạ, xin. Dạ, con đọc số 35. Ubek Kha Sa Ha Ga Tăng Nhà Na Sam Ba Yut Tăng Á Sang Khà Lý Căng, tâm đại thiện thọ xã hợp trí vô trợ. 36. Ubek Kha Sa Ha Ga Tăng Nhà Na Sam Ba Yut Tăng Xá Sang Khà Lý Căng, tâm đại thiện thọ xã hợp trí hữu trợ. 37. Ubek Kha Sa Ha Ga Tăng Nhà Na Vít Ba Yut Tăng Á Sang Khà Lý Căng, tâm đại thiện thọ xã ly trí vô trợ. 38. Ubek Kha Sa Ha Ga Tăng Nhà Na Vít Ba Yut Tăng Xá Sang Khà Lý Căng, tâm đại thiện thọ xã ly trí hữu trợ. Dạ mô Phật, dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ con xin đảnh lễ sư Thanh Tâm, sư Pháp Trang, sư Nguyên Thông, cùng kính chào toàn thể đại tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. Maha Kusala Kama Vachara Chitta, tâm đại thiện dục giới tịnh hảo. 31. So Manasasahagatang Nhà Nasam Bayutang Asankarikang, tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. 32. So manasasahagatang nhà nasambayutang sasankarikang, tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ. 33. So manasahagatang nhà nawipayutang asankarikang, tâm đại thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. 34. So manasasahagatang nhà nawipayutang sasankarikang, tâm đại thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ. Dạ con đã đọc bài xong, xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ cảm ơn chị cô Kim Dung đã post bài. Nam mô Bích Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Dạ con Nguyên Trang, và trước hết con kính đảnh lễ ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Và con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ sư Pháp Trang, kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. Dạ cảm ơn chị Hồng, chị Kim Nhung đã post bài ạ. 35. Upekha Sahagatang Nhà Nasam Bayutang Asankarikang, tâm đại thiện thọ xã hợp trí vô trợ. 36. Upekha Sahagatang Nhà Nasam Bayutang Sasankarikang, tâm đại thiện thọ xã hợp trí hữu trợ. 37. Upekha Sahagatang Nhà Nawip Bayutang Asankarikang, tâm đại thiện thọ xã ly trí vô trợ. 38. Upekha Sahagatang Nhà Nawipayuttang Sasankarikang, tâm đại thiện thọ xã ly trí hữu trợ. Dạ dạ con đã đọc xong ạ. Dạ kính mời bàn tay của Hà, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha, và dạ, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, và con kính chào đạo tràng. Dạ bây giờ đọc phần nào hả chị? Dạ, dạ cảm ơn chị đã đăng bài. Maha Sut, Maha Kusa Lá Cà Ma Quá Chá Rá Chích Tá, tâm đại thiện dục giới tịnh hảo. 31. So manasa sahagatang nhà na sam bayutang asankarikang, tâm đại thiện thọ hỷ
hợp trí vô trợ 32. So manasa sahagatang jnana sambhayuttang sa sankhari cần tâm đại thiện thọ ý hợp trí hỗ trợ 33. So manasa sahagatang jnana vipayuttang asankhari cần tâm đại thiện thọ ý ly trí vô trợ 34. So manasa sahagatang jnana vipayuttang asankhari cần tâm đại thiện thọ ý ly trí hỗ trợ. Dạ, cảm ơn. Chị Nhung post bài. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con đảnh lễ sư Thanh Tâm, sư Pháp Trang, sư Nguyên Thông, quý bà cô tu nữ, cô toàn thể đạo tràng. Dạ, con đang ở ngoài công viên đó, cho nên thỉnh thoảng con đọc có những âm thanh hơi lạ thì xin đạo tràng thông cảm. Dạ, Nam mô Phật. Dạ, con xin đọc bài. Số 35. Upekha sahagatang jnana sambayuttang asankharikang tâm đại thiện thọ xã hợp trí vô trợ. Số 36. Upekha sahagatang jnana sambayuttang asankharikang tâm đại thiện thọ xã hợp trí hỗ trợ. Số 37. Upekha sahagatang jnana vipayuttang asankharikang tâm đại thiện thọ xã ly trí vô trợ. Số 38. Upekha sahagatang jnana vipayuttang sasankarikang tâm đại thiện thọ xã ly trí hỗ trợ. Dạ, con xin hãy mít lại cho việc kế tiếp ạ. Dạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, em kính mời chị Từ Mẫn ạ. Dạ, em xin xuống mic, em kính mời chị ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con Từ Mẫn xin cúi đầu đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ quý sư, sư Thanh Tâm, dạ sư Pháp Trang cùng sư Nguyên Thông, cùng quý anh chị em đạo hữu trong đạo tràng. À, bây giờ con xin đọc bài mà không biết con đọc từ khúc nào đây. Con xin đọc. Văn một. Maha kusalaka ma vaccha rachita tâm đại thiện dục giới tịnh hảo. 31. So manasa sahayatang jnana sambayuttang asankharikang tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. 32. So manasa sahayatang nhà na sầm ba dứt đằng sa sàng khả ri cần tam đại thọ hỷ hợp trí hữu trợ. 33. So manasa sahaya tằng nhà na vip ba dứt đằng a sàng khả ri cần tam đại thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. 34. So manasa sahaya tằng nhà na vipayut tằng sa sàng khả ri cần tâm đại thiện thọ hỷ ly trí hỗ trợ. Dạ, dạ chắc có lẽ như vậy là hết rồi. Dạ, con xin cảm ơn đạo tràng, con xin kính thỉnh quý đạo hữu kế tiếp ạ. Sa thủ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, cảm ơn anh Thăng. À, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo,
Con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. 35. Ubekha Sahaga Tang Nhà Na Sam Bayut Tang Asang Kha Ri Kang. Tâm đại thiện, thọ xả hợp trí vô trợ. 36. Ubekha Sahaga Tang Nhà Na Sam Bayut Tang Sasang Kha Ri Kang. Tâm đại thiện, thọ xả hợp trí hữu trợ. 37. Ubekha Sahaga Tang Nhà Na Wip Bayut Tang Asang Kha Ri Kang. Tâm đại thiện, thọ xả ly trí vô trợ. 38. Ubekha Sahaga Tang Nhà Na Wip Bayut Tang Sasang Kha Ri Kang. Tâm đại thiện, thọ xả ly trí hữu trợ. Dạ, con đã đọc bài xong, con xin xuống mic ạ. Kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con là An Nhiên, con xin kính thỉnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con xin kính thỉnh lễ sư Thanh Tâm. Con xin kính thỉnh lễ sư Nguyên Thông. Con xin kính thỉnh lễ sư Pháp Trang. Con xin kính chào mấy anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài. Dạ, con đọc bài. Dạ, con đọc bài Ubekha vậy đúng không? Dạ, con đọc. Maha Kusala Kama Quá Chá Rá Chít Tá, tâm đại thiện dục giới tịnh hảo. 31. Sô Má Ná Xá Xá Ná Gá Tăng Nhà Ná Xàm Bá Dứt Tăng Á Xăng Kha Đít Căng, tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. 32. Sô Má Ná Xá Xá Ná Gá Tăng Nhà Ná Xàm Bá Tăng Xá Xăng Kha Rí Căng, tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Sô Má Ná Xá Xá Há Gá Tăng Nhà Ná Vi Báp Vi Bá Dứt Tăng Á Xăng Kha Rí Căng, tâm đại thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. 34. Sô Má Ná Xá Xá Há Gá Tăng Nhà Ná Vi Bá Dứt Tăng Xá Xăng Kha Rí Căng, tâm đại thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ. Sa thú, sa thú, con xin xuống mất ạ. Sa thú, dạ Nguyên Như xin kính mời cánh chim phiêu bạc ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Nắc mô Bút Thầy Giá, Nắc mô Thầm Mà Giá, Nắc mô Sang Khai Giá. Dạ, con thấy đạo tràng hôm nay đọc rất là giỏi, quý vị đọc rất là chính xác. Nguyên Như thấy chị An Nhiên lần đầu tiên lên trên lớp đọc mà rất rất là chăm chú đọc, rất là hay. Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ôn lại bài ha quý vị. Hôm bữa là mình ôm xong hết cái 10 phước nghiệp sự hay là thập hạnh phúc rồi ha quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái đó là phần A. Bây giờ mình sẽ vào tới cái phần B nhỏ. Cái tâm đại thiện này của chúng ta nó có mặt trong nhiều loại. Tâm đại thiện thì có mặt trong rất là nhiều loại chúng sanh. Nó có mặt trong loài ngạ quỷ ha. Nó có mặt trong loài bàn sanh, nó có mặt trong địa ngục, nó có mặt ở nhân loại, nó có mặt
ở chư thiên, phạm thiên, và nó có mặt trong tất cả các bậc thánh hữu học. Mà trong cái bậc thánh hữu học này á, là có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, không có đệ tứ nha quý vị. Là Tu Đà Hoàng, A-na-hàm, Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A-na-hàm, nhưng mà không có ở trong các chư vị A-la-hán. Tự vì những cái bậc A-la-hán này, chư vị chỉ xài có 8 cái tâm là tâm duy tác mà thôi. Chứ chư vị không có xài tâm đại thiện, quý vị nhớ không, trong bản niêu đó. Tâm duy tác, thọ hỷ hợp trí vô trợ nè. Tâm duy tác, thọ hỷ hợp trí hữu trợ. Tâm duy tác, thọ hỷ ly trí vô trợ. Tâm duy tác, thọ hỷ ly trí hữu trợ. Đây, cái đó là 4 cái tâm duy tác thọ hỷ. Kia kế tiếp tới 4 cái tâm duy tác thọ xả, là tâm duy tác thọ xả hợp trí vô trợ, tâm duy tác thọ xả hợp trí hữu trợ, tâm duy tác thọ xả ly trí vô trợ, và tâm duy tác thọ xả ly trí hữu trợ nha quý vị. Thì những cái vị A-la-hán chỉ xài tâm duy tác thôi, các vị không có xài tâm đại thiện. Mà quý vị thấy cái tâm đại thiện này đó là có mặt ở những cái cõi khổ nè, là ngạ quỷ, bàn sanh, địa ngục. Rồi á, nó cũng có ở trên cõi nhân loại và những cõi vui luôn. Tâm đại thiện nó có từ khổ qua tới vui, qua tới các bậc thánh luôn. Rồi á, cái phần C thì tâm đại thiện có mặt rất là nhiều trong cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Trừ một cái cõi mà không có cái tâm đại thiện, quý vị có nhớ là cõi gì không? Tâm đại thiện nó có mặt trong cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Có một cái cõi mà tâm đại thiện này không có xuất hiện được. Cả nhà mình nhớ là cõi gì không quý vị? Dạ không. Dạ. Dạ cõi vô tưởng. Chứ không phải là ngũ tịnh cư nha. Cõi vô tưởng nó đâu có tâm. Sa thú chị Kim Nhung. Cõi vô tưởng nó không có tâm thì nó đâu có tâm đại thiện đâu, phải không? Rồi. Nhắc như vậy là giờ như lớp mình nhớ rồi ha. Tâm đại thiện không có mặt ở cõi vô tưởng. Tại vì cõi vô tưởng là cõi không có tâm nha quý vị. Rồi cái duyên mà khởi sanh ra hai chữ đại thiện, có nghĩa là tại sao mà mình dùng hai chữ đại thiện vậy quý vị? Mình có chữ thiện, rồi mình có chữ đại ở đằng trước nữa. Thành ra mình hay gọi cái tâm dục giới này là tâm đại thiện nè. Thứ nhất á, cái lý do là mình tính theo 10 cái phúc hành hôm bữa mình học đó, là thập thiện nghiệp đó. Thì mình có tất cả 8 tâm thiện ha. Rồi mình cộng với 10 cái phước. Nguyên Như nhắc lại 10 cái phước nè. Thứ nhất là bố thí. Thứ hai là trì giới. Thứ ba là tu tiến. Thứ bốn là cung kính. Thứ năm là phục vụ. Thứ sáu là hồi hướng. Thứ bảy là tùy hỷ. Thứ tám là thính pháp. Thứ chín là thuyết pháp. Thứ mười là cải chánh tri kiến. Thành ra khi mà mình lấy 8 cái tâm thiện này, mình nhân với cái 10 cái phúc hành này là thập thiện nghiệp đó, là quý vị thấy 8 nhân 10 có phải là 80 loại phước không quý vị? 8 nhân 10 là 80. Rồi tiếp tục, mình tính theo cảnh nè. Cảnh thì mình có tất cả 6 cảnh phải không quý vị? Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Mình mới nãy mình có 80 cái loại phước theo cái theo tâm. Mình sẽ lấy 80 cái loại phước đó mình nhân cho 6 là 6 cảnh. 80 nhân cho 6 là 480 cái tâm thiện ở đây rồi đó. Rồi mình tiếp tục ha. Mình tiếp tục. Mình đi tới tính theo tứ trưởng nè. Tứ trưởng là 4 trưởng. Là có dục, cần, tâm, thẩm. Dục là mong muốn. Cần á, là cái sự tinh cần. Tâm á, là tâm thôi. Còn thẩm là trí tuệ. Dục, cần, tâm, thẩm. Có 4 trưởng đây. Thì mình lấy 480 mình mới có. Mình nhân cho 4. Là nó lên tới 1920 cái loại phước thiện rồi. Nếu á, là những cái người mà hành xử với một cái tâm thiện ly trí.
thì họ sẽ không có thẩm trưởng. Thẩm trưởng chính là trí tuệ, mà ly trí là không có trí tuệ rồi, phải không quý vị? Có nghĩa là mình không có lấy cái 480, mình nhân cho 4 nữa, mình mất hết một cái chỗ mà trí tuệ, mình mất hết cái thẩm rồi đó. Tức là mình lấy 480, mình nhân cho 3 thôi. Lúc đó là thành 1440 loại phước thiện. Thành ra quý vị thấy là khi mà mình làm phước, mình vô chùa, mình làm công quả, mình theo bạn bè mình làm phước, mà mình làm mà mình cứ hùa theo người ta mình làm, mình không biết tại sao mình làm đó, là quý vị thấy nó mất 480 rồi. Mình trừ ra một phần, mình mất hết 1/4 rồi đó quý vị thấy không? Thành ra làm gì mình nhớ biết là tại sao mình làm như vậy. Rồi á, thì khi mà mình cái tắc ý vô khôn khéo một chút xíu á, thì mình sẽ có phước nhiều. Còn mình cứ sụ lơ cắn cuốc, ai làm sao mình làm vậy, ai làm bậy mình làm theo đó, cái kiểu đó nên đi làm phước, đi làm từ thiện, đi chùa này chùa kia làm mà mình không có tập trung đó, mình vừa làm vừa tám, vừa làm vừa on phone đó, thì mình sẽ không có được cái loại phước thiện. Trong khi những cái vị đó, người ta có một số ít tiền thôi, người ta rất quý cái số tiền người ta làm ra, không có được nhiều đâu. Nhưng mà với cái tâm thiện, tâm hoan hỷ, với cái sự bố thí, với cả ba tư tiền, tư hiện và tư hậu, thì cái phước người ta rất là bao nhiêu quý vị. Người ta làm cẩn thận, người giống như là bưng một cái ly nước lên cho chư tăng thôi, cẩn thận quý. Giống như là mình đi từng bước nè, từng hơi thở nè, rồi mình dâng lên một cái ly nước trà nhỏ thôi, nhưng mà cũng phước, thiệt là phước luôn. Còn nếu mà mình làm mình không để ý á, mình bỏ vài trăm đồng ra, mình bỏ vài ngàn đồng ra, mà mình vừa dâng vừa nói chuyện, vừa không có tập trung đó, mình không có đủ cái tâm thiện, thì mình sẽ không có nhiều cái phước thiện, quý vị nhớ nha. Thì mình càng để ý như vậy á, tức là mình càng chánh niệm đó. Khi mình càng chánh niệm á, thì mình càng có nhiều phước. Rồi khi mà chánh niệm nó đã phước rồi mình làm cái chuyện phước thiện nữa, là mình nhân nữa quý vị ha. Rồi phần thứ tư á, là mình tính theo nghiệp nè. Tính theo nghiệp thì mình có ba, là nghiệp thân, nghiệp khẩu, rồi tới nghiệp ý. Thì mình cái số hồi nãy là như lấy lại là cái số của mà theo cái tứ trưởng là mình có đủ hết nha quý vị. Là hồi nãy á, là mình nhân lên được 1920, thì mình sẽ lấy cái 1920 mình nhân cho ba nghiệp thân khẩu ý, nó sẽ ra là 5760. Rồi tiếp tục mình tính theo bậc, bậc thượng, bậc trung, bậc hạ. Mình sẽ lấy 5760 đó, mình nhân lên cho ba nữa, là nó có tới 17280. Nhưng mà khi mà quý vị thấy cái số 17.280 này, nó là quý vị, mình làm một cái việc thiện mà nó ra một cái số khổng lồ như vậy. Thiệt ra là không phải là một cái việc thiện mà nó ra như vậy đâu. Từ cái này là tất cả chung hết á, nó cộng lại thôi quý vị thấy không? Chứ không phải là quý vị làm một việc thiện nó nhân ra 17.280. Từ hồi nãy á, mình mới nói là thân khẩu ý, thì mình làm cái việc thiện nó theo thân á, thì mình nhân cho một thôi chứ đâu phải nhân cho ba đâu, đúng không? Rồi cái chỗ mà khi mà mình làm theo 10 phúc hành á, thì chừng nào mình làm đủ 10 phúc hành á thì mình mới nhân 10 được. Nhưng mà khi mình làm đó là mình có một cái tâm thôi, quý vị thấy không? Chứ đâu phải mình làm lượt 8 tâm đâu. Tâm là nước xuất hiện qua một tâm ở mỗi lúc thôi. Thành ra cái này á, cái bài này đó, cái chữ đại thiện là mình lấy tất cả các trường hợp, mình nhân cho tất cả các trường hợp, rồi mình tạo đại cái tổng số chung. Chứ không phải là mình làm một cái việc thiện nó ra bự vậy nha quý vị. Nếu vậy thì quá lời rồi, phải không quý vị? Rồi, bây giờ là mình hết cái chỗ mà giải thích tại sao mà cái tâm đại, cái chữ nguyên nhân mà sanh khởi ra hai chữ đại thiện. Tự vì không có cái tâm nào ở trong 121 tâm này mà nó cộng ra nó được nhiều như vậy hết á. Thành ra cái đó là cái lý do mà mình dùng cái chữ đại thiện trong cái tâm dục giới này. Rồi mình tiếp tục, mình đi qua cái phần thầy kinh có ghi chú những cái điểm đặc biệt đây. Cái tâm đại thiện hợp trí,
tiếng Pali là nhà nó sầm bá dút tăng, nhà nó sầm bá dút tăng. Cái tâm đại thiện hợp trí này nó sẽ làm nền tảng cho thiền định nè, cho thắng trí, cho đạo và cho quả. Thành ra cái tâm đại thiện này quý vị thấy không, nó chưa có lên được gọi là tâm thiền, nó chỉ nằm ở trong cái cõi dục giới thôi. Nhưng mà khi mà mình dùng cái tâm đại thiện này á, mình sẽ có được cái nền tảng, cái căn bản của đạo và quả, thiền định và thắng trí. Quý vị thấy không, cái tâm này là mình có được nè. Cái tâm này là nếu mà mình có cái tâm thiện, mỗi sáng mình dậy, mình tụng kinh, mình ngồi thiền, mình xin giới, làm chính là mà mình biết tại sao mà mình phải dậy sớm, tại sao mà mình ngồi thiền, tại sao mình xin giới, tại sao mình giữ bát quan, tại sao mà mình phải sáng sớm mà mình không có nằm trên giường mình ngủ, mà mình phải bật dậy, mình theo chúng bạn, mình theo chư tăng vô lớp, mình ngồi thiền. Quý vị, tự vì cái tâm đại thiện này nó biết được, khi mà nó tinh tấn lên một chút xíu thôi thì nó sẽ có rất là nhiều quả thù thắng, và nó sẽ làm cái cơ bản cho thiền định, thắng trí, đạo và quả. Thì khi quý vị làm như vậy thì quý vị đã biết tại sao quý vị làm, thì đó chính là cái tâm đại thiện hợp trí đó. Còn cái tâm đại thiện ly trí đó là bạn bè mình nó kêu dậy đi hành thiền, dậy đi mình xin giới nha, thì mắt nhắm mắt mở, thấy bạn dậy thì mình cũng dậy. Thôi nó không dậy nổi thì mở đồng hồ reng, mà cố biết tại sao vô ngủ gà ngủ gật, còn cằn nhằn tại sao sáng sớm không cho ngủ mà phải theo vô đây ngồi chi vậy trời. Quý vị thấy vậy là mình đã dùng cái tâm đại thiện ly trí rồi đó. Mà khi mà quý vị dùng cái tâm đại thiện ly trí rồi sao ngồi thiền quý vị, rồi mình không biết tại sao mình vô nữa, thấy Nguyên Trang vô, thấy Quanh Phan vô thì cũng vô, vô thì ngồi đó, ngồi một đống nó vậy, chứ đâu có, nó ly trí mà nó đâu có thiền được. Thành ra thầy kinh mới chỗ cái điểm đặc biệt này nè, là quý vị nhớ nha, khi mà mình tu mình phải dùng tâm hợp trí chứ không có dùng tâm ly trí. Rồi nhấn mạnh một cái điểm nữa là khi mà tục sinh bằng tâm quả thiện ly trí đó cũng sẽ không có đắc được thiền định. Và thành ra đó, mình biết như vậy, khi mà hành thiền đó thì mình phải khéo léo tác ý. Mỗi cái trước khi mà mình ngồi hành thiền đó, mình phải nghĩ tại sao mình phải thiền, rồi mình vô trọng mình phải làm gì, tại sao mà mình giữ cho hơi thở để cho nó không chạy tán loạn. Quý vị tác ý khôn khéo như vậy trước khi quý vị ngồi xuống thì mình mới có khả năng họa may đó, là mình mới dùng được cái tâm đại thiện, rồi mình mới dùng cái đó làm nền tảng cho thiền định, thắng trí, đạo và quả. Quý vị thấy không? Chứ nếu mà từ sáng sớm buồn ngủ rồi cứ ngồi dậy rửa mặt lẹ 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 chạy vô bàn thờ rồi gõ cái chuông xá 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 ngồi xuống rồi ngủ gà ngủ gật thì cái đó không có được gọi là cái tâm đại thiện hợp trí đâu. Lúc đó nó còn ngái ngủ, nó không biết nó làm cái gì, nó chỉ làm theo cái quán tính thôi. Thành ra trước khi ngồi thiền mình để 1-2 phút quý vị tịnh tâm lại, quý vị phải dùng cái tâm tĩnh, rồi cái tâm thiện. Mình tại sao mà mình ngồi thiền là mình muốn cắt cái dòng luân hồi, mình muốn giải thoát. Rồi thâu ngắn lại là tại sao mình ngồi mình ráng mình thấy pháp, mình ngồi mình ráng mình thâu nhiếp được cái tâm được chừng nào hay chừng ấy, mình ráng mình đừng có nổi tâm tham, mình ráng mình đừng có nổi tâm sân. Trong lúc đó mình tác ý một cái, giữ cái tâm trong sạch, tác ý khôn khéo một chút xíu, thì chúng ta đã dùng cái tâm đại thiện hợp trí để mà mình công phu sáng hay là công phu khuya. Quý vị ha. Rồi về cái chỗ thiện này á, thiện á thì nó có tất cả là 5 ý nghĩa. Cái ý nghĩa thứ nhất á là nó không có bệnh hoạn. Cái ý nghĩa thứ hai, thiện là sao? Thiện là tốt đẹp. Cái thứ ba, thiện có nghĩa là khôn khéo. Cái thứ tư, thiện có nghĩa là vô tội. Và cái thứ năm, thiện ở đây có nghĩa là cho quả vui. Cái chỗ mà nói là không bệnh hoạn á, thì khi mà mình dùng cái chữ thiện thì một cái tâm thiện á là một cái tâm lúc nào nó cũng gọi là nó healthy, nó mạnh khỏe, nó không có nghĩ
xấu, nghĩ đến chuyện buồn bực, quý vị thấy không? Thì nó gọi là cái tâm đó thiện, nó không có bệnh hoạn. Một cái tâm thiện là một cái tâm tốt đẹp, lúc nào cũng nghĩ tốt đẹp cho người khác, lúc nào cũng nghĩ tốt đẹp cho mình. Bất kỳ cứ cái chuyện gì xảy ra thì thường thường á, những cái pháp của thế gian mà quý vị thấy một cái pháp nó xảy ra, lúc nào nó cũng có mặt xấu và lúc nào nó cũng có mặt tốt. Thì cái tâm thiện này á, nó hay có khuynh hướng nó nhìn tới cái cảnh tốt hơn là cái cảnh xấu, thấy không? Quý vị thấy không? Rồi cái phần thứ ba là những cái tâm thiện á, là những cái tâm rất là khôn khéo. Người một cái cục cái tâm thiện đó thì người ta để ý tới người khác, người ta làm cho người khác vui và không có gây ra những cái xích mích không cần thiết. Giống như là có một cái thành ngữ là cái người mà họ thông minh sáng suốt và họ giỏi đó quý vị, họ sẽ biến cái chuyện lớn thành chuyện nhỏ và cái chuyện nhỏ thành chuyện không, tức là lớn hóa nhỏ, nhỏ hóa không đó. Khi khi mà một cái hãng xưởng hoặc là một cái tiệm, một cái company mà họ mướn một cái vị chủ nhiệm hay là CEO hay là một cái vị boss vô mà làm đó quý vị, thì cái vị, những cái vị mà họ giỏi đó, họ có cái tâm thiện nữa đó, quý vị sẽ thấy họ run cái tiệm họ rất là giỏi và họ không có thấy có những cái chuyện gì xảy tới á, họ sẽ làm cho nó rất là smooth mà không có bị problem gì hết á. Tức là khi mà họ vô một cái hãng họ làm, một cái sở họ làm á, lúc nào như quý vị thấy làm sao mà không có chuyện được. Ví dụ trong sở đó có 20 người đi, ngày nào thì cũng có chuyện này chuyện kia xảy ra. Nhưng mà khi mà cái vị boss nó vô thì giống như mọi người thấy rất cảm giác rất là thương yêu nhau, rất là thích làm việc mà không có nói xấu nhiều, không có giống như thọc gãy bánh xe nhiều, cái năng suất thì lên cao, rồi cái gì cũng vui vẻ, cái gì cũng thoải mái. Tức là cái người chủ hãng đó đó, họ rất là khôn khéo ở đây, mà không, nếu mà cái tâm họ đó mà bất thiện á quý vị, họ không có làm được. Thành ra khi mà những cái người mà người ta vô, người ta interview đó quý vị, nhiều khi quý vị thấy người ta ngồi, người ta hỏi quý vị này kia, rồi mình trả lời, cái họ không có để ý tới cái câu trả lời của mình đâu, mà họ để ý tới cách hành xử của mình, cái cách phản ứng của mình đối với những cái trường hợp khó xử, đối với cái trường hợp mà không có vừa lòng, không có thích ý, thì cái khôn khéo của mình làm sao. Thì nếu mà mình có cái tâm thiện đó, mà cái tâm khôn khéo đó đó, thì mình sẽ làm cho cái người mà interview của mình á, họ đặt trong cái trường hợp giống như khi mà một cái tiệm bán hàng có một người la hét sùm, lời đòi là trả tiền lại, chê đồ ăn dở tùm lum á, thì quý vị làm sao? Thì nếu mà một cái người á, họ không có hiểu ý, thì họ chỉ trả lời theo câu hỏi, ăn cho đã, rồi đây mới trả lời. Mấy cái người tham lam vậy sao? Không trả. Thì nếu mà một người, một cái vị manager mà trả lời như vậy thì họ không có tâm thiện, mà không, họ không có khôn khéo rồi, phải không quý vị? Thì những cái người, những cái câu hỏi interview đó đó, nhằm để cho mình ở trong cái chuyện bức xúc như vậy, trong cái chuyện khó xử như vậy, thì mình đưa ra thái độ của mình sao, thì người ta mới hiểu qua cái con người của mình, cái thiện cỡ nào. Nếu mà cái thiện mình nhiều mà mình giỏi thì mình mới làm chủ được, mình mới làm boss được. Còn nếu mà cái cột của mình mà cứ là kêu là dùng cái chữ đốt chát đó, nếu mà mày nói tao một câu thì tao phải nói lên mày một câu, mày liếc tao một câu, tao liếc mày lại một câu, thì những cái vị đó đâu có làm manager, đúng không quý vị? Thì cái interview đó là họ coi, giống như anh Lý nói, là coi cái thái độ của mình, chứ không phải là họ nhắm vào cái câu trả lời của mình. Dạ. Thì cái chỗ khôn khéo đây là cái phần thứ ba về cái tâm thiện, một cái khía cạnh của tâm thiện. Về cái thứ tư á, là vô tội. Vô tội ở đây là khi mà mình làm những cái tâm thiện này, khi mà nó hành động, nó hành xử, thì nó sẽ để lại những cái quả thiện, từ thiện đi tới thiện, nó không có tội lỗi ở đây. Khi mà quý vị dùng cái tâm thiện đây đó, thì nó chắc chắn là nó sẽ đưa quý vị đi lên, chứ nó không có đi đày xuống ba cái đường ác đạo, chắc chắn luôn. Rồi
Cái thứ năm tiếp tục nữa là khi ý nghĩa của tâm thiện là cho cái quả vui. Khi mà quý vị làm điều thiện, dùng cái tâm thiện thì chắc chắn là nó sẽ cho một cái quả vui và quả người, quả trời và quả niết bàn. Thành ra khi mà mình để ý cái tâm thiện thì mình xem xét kỹ lại một cái tâm thiện, một cái tâm của mình á, nó phát khởi trong tâm vậy, nó có bệnh hoạn không, nó có tốt đẹp không, nó có khôn khéo không, nó có vô tội không, nó có cho quả hay không. Thì cái chữ thiện này nè quý vị, thiệt ra mình học được cái chỗ này đó, mình có sẽ mình có thể áp dụng được trong cái đời sống của mình nhiều lắm quý vị. Thí dụ nha, mình có một người lợi chửi mình hoặc là nói xấu mình, cái tâm mình nó buồn á quý vị. Khi mà quý vị buồn á thì cái tâm nó có phải tâm thiện không? Quý vị thấy khi mà người ta chửi quý vị buồn rồi quý vị khóc, quý vị tủi đó, thì cái quý vị thấy cái tâm nó là thiện hay là bất thiện? Tâm ưu, tâm sân, như vậy là thiện hay là bất thiện? Bất thiện chắc luôn, xa thủ hoành phàng. Khi mà người ta đối xử mình bằng cái tâm bất thiện của người ta rồi đó, mình đã học đạo, mình đã biết rồi, mình dùng cái tâm bất thiện mình đối trở lại, quý vị thấy nó có sai sai chỗ nào không? Tức là người ta đi tới nhà mình, người ta phóng một cái mồi lửa vô nhà mình, người ta lấy một cái cây cây đuốc lửa đó, người ta phóng vô nhà mình, thì thay vì mình lấy nước ra mình hứng để mà mình dập tắt cái lửa đó, thì mình ở trong nhà xách xăng ra, xách mấy cái thùng xăng ra để, quý vị thấy không, mình hay vậy lắm. Xong rồi nó nổ bùng lên á, mình nói trời ơi tự gì á, cái thằng này, cái bà này, cái ông này, họ lấy cái đuốc á, họ đốt mà nó mới cháy. Mà mình quên á là thay vì mình đem cái thùng nước lạnh ra thì mình toàn là đem thùng xăng ra không à. Mà ở trong nhà mình cũng nhiều xăng lắm phải không? Xăng rẻ. Mỗi lần mà ai mà làm chọc mà mình giận một cái là mình nổi sân lợi, là quý vị cứ nhớ đi, tại sao không đem thùng nước ra mà lại đem thùng xăng ra? Người ta quăng cái lửa vô đem xăng ra là chết, từ chết tới chết tới chết, là một hồi là cái mặt mà nó đen thui luôn, nó nổ nó văng sát luôn rồi. Rồi khi á mà mình một cái người mà không có khôn khéo, họ làm đâu bể đó ở trong nhà bếp, rớt tùm lum tùm la, thay vì mà mình vô mình dọn dẹp lại, mình làm cho, mình nhắc nhở, thôi chị chánh niệm nha, làm chậm chậm lại nha, thấy mệt rồi đó, uống ly nước không? Thì mình vô đó, là mình lại đổ thêm một chai dầu xuống dưới lại cái sàn đó, để cho chợt té cả đám luôn. Đó là mình bỏ cái tâm không có khôn khéo mình vô đó. Thành ra, khi mình ta đã quản rồi mà mình làm còn nó tú xua thêm nữa. Thành ra khi mà mình có cái tâm thiện, thì quý vị thấy nó giải quyết vấn đề từ lớn quá nhỏ, từ nhỏ quá không. Khi mà có một cái chuyện mà bất đồng gì á, mà mình đi mình chia sẻ chuyện bất đồng với nhiều người khác đó, là có nghĩa là quý vị đã dùng cái tâm bất thiện để quý vị chia sẻ. Tự gì quý vị cứ nhớ là từ lớn quá nhỏ, từ nhỏ quá không. Mà mình chia sẻ cái bất thiện á, là mình đem chuyện nhỏ xé ra cho to, mà chuyện to mình làm cho lớn. Quý vị thấy không? Thành ra những cái chuyện mà mình làm mình phải cẩn thận, mình để ý coi là mình đang về cái chiều hướng thiện hay là cái chiều hướng bất thiện. Khi mà mình học những cái chỗ này nè, tức là rồi có những cái tâm nó không có bệnh hoạn, những cái tư tưởng mình nó đưa ra trong đầu, nó xẹt qua trong đầu mình. Ví dụ con nhỏ này, nó ngồi nó đọc ba ly, trời ơi cái giọng gì mà thấy ghét quá, chảnh quá, người ta không có nghe được mình nói đâu quý vị. Mà mình nghĩ ở trong tâm mình á, là mình đã bất thiện, mà mình bất thiện á, là ai khổ? Mình khổ chứ ai khổ. Rồi khi mà mình nghĩ đến những cái chuyện tốt đẹp đó, thì mình lúc nào, nếu mà trong tâm mình tốt đẹp thì những cái chuyện mà người khác làm đó, mình sẽ thấy cái sự tốt đẹp, chứ mình đâu có thấy cái sự xấu quý vị. Tụi quý vị cứ nhớ kỹ đi, một cái chuyện xảy ra nó là cái pháp hữu vi, nó sẽ có hai mặt, nó sẽ có thiện và nó sẽ bất thiện. Tại sao mà quý vị thấy cái chuyện đó xảy ra là thiện? Tự vì quý vị dùng cái tâm thiện để quý vị thấy.
Còn tại sao mà thấy nó bất thiện, tự gì quý vị tự dùng tâm bất thiện để quý vị thấy. Bây giờ quý vị xin nói một cái ra một cái chuyện rất là nhỏ thôi. Có một người đứng ở giữa đường chửi tùm lum hết, chửi thề, chửi anh, chửi mẹ, chửi anh, chửi cha, chửi em, chửi thầy tổ. Thì khi mà mình dùng cái tâm bất thiện, mình nhìn cái người đó, trời ơi, cái thằng này không có ai dạy hết á, mất dạy quá, đứng ở giữa đường làm gì, tự nhiên mình nổi tâm sân lên. Thiệt ra mình đang chê người ta, chứ mình đang dùng cái tâm bất thiện đó quý vị, để mình xử vào cái cảnh đó. Còn nếu mà mình dùng cái tâm thiện đó, thì mình sao người ta đứng tay chửi vậy, mình nói mô Phật, mô Phật, cái vị này tội quá, tại sao nói như vậy, thôi mô Phật, ráng giữ bình yên nha. Hoặc là mình nhắc nhở cái tâm mình cũng đỡ, là mình biết đạo, mình không có nói sân như vậy, chứ mình làm vậy thì tội quá. Ví dụ quý vị thấy không, cùng một cái chuyện xảy ra mà mình ứng xử như thế nào. Thành ra một cái chuyện gì mà xảy ra trong cái cuộc sống của mình, trong cái đời thường, từ ở nhà tới cái đi làm đó, thì quý vị cứ nghĩ là nó có 50% thôi. 50% là thuộc về cái môi trường ngoài, và cái 50% nó thuộc về cái môi trường của mình, là mình có thể mà hành xử được. Và có cái 50% của mình đó là mình có thể respond được những cái chuyện xảy ra. Người ta làm cho một cái người mà làm cho mình buồn đi, là người ta dùng 50% của người ta làm cho mình buồn. Nhưng mà có buồn hay không á, thuộc về 50% của mình. Còn nếu mà ai lợi nói cái câu gì mà quý vị Phật ý, quý vị cũng buồn khổ hết á, có nghĩa là quý vị đã giao hết tất cả những cái control của quý vị cho người ngoài rồi. Nó không có nên. Tự vì thí dụ như mình ra, mình gặp ông boss, ông boss nói trời hôm nay làm giỏi quá, cái mình vui, có nghĩa là ông boss nói cái gì mình cũng vui, còn ông boss chê cái gì mình cũng buồn hết, là mình đã đưa cho cái người ở phía thế giới bên ngoài đó là 90% hay là 100% luôn rồi. Tức là mình depend lên cái ngoại cảnh. Tự vì người ta nói gì là cái chuyện của người ta, mà quý vị buồn hay không á là 50% của quý vị. Nếu mà quý vị dùng cái thiện của quý vị của 50%, mà cái đó chính là cái chỗ mà quý vị xài được, quý vị xử được, quý vị có thể control được, thì quý vị ráng control cái 50% ở đây. Còn 50% của ngoại cảnh, quý vị rạch rồi cái đường biên vậy đó, thì mình sẽ có cái crystal ball của mình, tức là cái trái cầu, nó có là 50% của mình. Cái đó là cái mình có thể control, có thể chánh niệm, có thể giữ giới, có thể giữ bình an. Thì khi mà mình làm vậy á, thì mình ráng mình nhét 25 cái tâm thiện mình vô đây, trong cái trái cầu của mình, cái chỗ của mình, cái nguyên một cái thế giới xung quanh của mình là cái thiện. Thành ra những cái bất thiện ở ngoài, mà của 50% ở ngoại cảnh á, quý vị thấy nó đụng tới cái biên giới của trái cầu, nó bị văng ra, nó không có tới quý vị. Quý vị thấy không? Thành ra nếu mà quý vị cứ nói tự vì tôi sân nè, tôi tham nè, tôi si nè, là tự vì cái cảnh bên ngoài, có nghĩa là quý vị đã tự nhiên dưng cho tất cả những cái người ngoài đó là hết những cái phần mà mình có thể control được, quá uổng. Thành ra quý vị cứ dùng cái tâm thiện này bao bọc lấy quý vị. Nếu mà thấy không đủ thiện thì hôm bữa mình ôm đó 10 phước hành tâm, mình thập thiện. Khi mà mình có cái thập thiện đó, nó giống như là một cái mảnh giải bự, những cái bớt đó, nó làm cho nó giống cái cushion, nó làm cho nó êm, nó bọc chung quanh của mình như vậy. Thì mình giống như mình áo giáp bằng bông đó quý vị. Những cái tâm, những cái chuyện mà xấu, những cái chuyện mà khó, khó ưa, khó lãnh hội, nó sẽ không có xuyên qua được cái thiện của mình mà vô tới cái tâm của mình. Cái tâm của mình là cái mình phải giữ nhiều nhất, chứ không phải là cái những cái điều người ta nghĩ đâu. Nếu mà người ta đối với mình bằng một cái tâm bất thiện, thì mình ráng, mình đối xử là một cái tâm thiện, coi như mình trả nợ một lần đi. Rồi nếu mà người ta sân quá, thì mình dùng cái tâm từ, mình rải một chút đi. Chứ nếu mà người ta quăng lửa vô rồi mình quăng xăng ra, quăng lửa vô quăng xăng ra, quý vị thấy không, mình đâu có lá được đâu, hai bên đều banh xác hết, chết hết luôn, nguy hiểm lắm. Thành ra cái chỗ này quý vị để ý ha, chỉ có năm ý nghĩa như vậy thôi: không bệnh hoạn, tốt đẹp, khôn khéo, vô tội, cho quả vui. Quý vị cứ nhớ cái chỗ cho quả vui này nè.
Nguyên Như quên cái chỗ này, sư Tâm hay nói đó, khi mà một cái suy nghĩ của mình á mà mình bất thiện đó quý vị, là mình có thể là mình create được á bao nhiêu trăm kiếp luân hồi. Nguyên Như có hai cái thí dụ. Một cái thí dụ là hồi xưa có một cái vị tỳ kheo cũng đi xuất gia với Đức Phật. Khi mà Đức Phật kêu ông ra châm đèn đó, châm đèn cho thập phương thí chủ tín nữ này kia, người ta đốt đèn ở ở trong cái khuôn viên của một cái chùa đó, thì có hai vị cô nương đó, hai vị cô nương đó lợi đẹp quá đi, thì cái vị sư này nè, cái tâm lúc đó, cái tâm ông phóng dật, ông không có được chánh niệm đó, ông nhìn lên ông mới nghĩ là trời ơi, có thể nào mà mình có thể cưới được một trong những cái vị cô nương này á, thì quá là hạnh phúc. Là giống như là cái vị đó cũng ráng tu để mà kiếp sau để trở lại giống như hưởng dục. Tự thấy mấy vị cô nương này đẹp quá, tự nhiên phát sanh cái tâm phóng dật như vậy đó quý vị. Thì mình như nhớ nói trong kinh kể là cái vị đó tính 500 kiếp thì cũng lấy một trong hai cô đó đó mà đình trệ cái chuyện tu hành của mình tới 500 kiếp vì một cái tâm phóng dật thôi quý vị. Rồi còn một cái chỗ nữa là có hai người họ nổi sân với nhau, thì có một cái vị kia thì cứ nói là cái thù này á hả, là ông nói như vậy á là cả ngàn năm á tôi giận tôi không có hết giận, nhiều khi mình cứ nói phóng túng ra vậy thôi đó, rồi sao mất cả trăm năm, cả ngàn năm, cả ngàn cái kiếp như vậy, quý vị thấy nó vô lý ghê không. Rồi thí dụ như mình thương một cái anh nào hay là một cái cô em nào đó, thì mình nói trời anh thương em quá à, mong mong cho mình á là mình được gặp nhau, mình ở với nhau thành vợ thành chồng cả ngàn năm sau. Nhiều khi nói giỡn chơi đó quý vị, cái tâm nó phóng dật nói nó có thiệt luôn. Tự nhiên những cái chuyện mình nói như vậy á là nó sẽ không có phải là chuyện thiện nữa, rồi nó làm cho delay nè, nó không có khôn khéo, nó không có tốt đẹp, rồi nó làm cho nó làm tăng cái dòng luân hồi mình lên quá trời nhiều do những cái tâm phóng dật đó. Thành ra quý vị đừng có nghĩ là cái tâm mình tám, mình nghĩ tầm bậy tầm bạ, nó không có sao đâu nha quý vị, nó không có thiện đâu. Cái tâm phóng dật là nó nằm trong bất thiện, cái tâm phóng dật nó nằm ở trong si phần đó nha quý vị. Chứ đừng có nói là mình ngồi mình nghĩ miên man không ai biết, mà không sao đâu, em muốn nghĩ gì em nghĩ, chuyện của em không có dễ vậy đâu nha. Nó đi thuốc lút luôn đó, mà nó đi kiếm theo, nó tính theo là số kiếp luân hồi đó chứ không giỡn đâu. Thành ra Đức Phật nó đừng có phóng dật á, là nó có lý do hết, chứ không phải là mình ra mình nói nặng người ta rồi mình chọc cho người ta giận này kia đó là nó mới có lỗi đâu nha quý vị, nguy hiểm lắm đó nha quý vị. Rồi Nguyên Như sẽ đi tiếp tới cái phần tâm đại thiện. Tâm đại thiện này thì nó có tất cả là 8 loại. Cái phần thứ nhất á, tâm đại thiện thọ hỷ, hợp trí vô trợ. Thì cái phần tâm thiện này mình mới vừa nói rồi. Tâm thiện là tâm tốt đẹp nè, tâm tịnh hảo nè, tâm không có bệnh. Mà tâm này nó, những cái tâm tốt đẹp này nó điều hành thân, điều hành khẩu, điều hành cả ý nữa. Là tâm nó tạo được nhân tốt, nó cho quả vui để được sanh làm trời, người hay là quả giải thoát, quả niết bàn luôn. Cái thọ này là cảm thọ, hỷ đây là quan hỷ. Thọ hỷ là cái cảm thọ quan hỷ trong cái thiện pháp. Cái tâm thiện thọ hỷ đây đó là những cái cảm giác khi mà có làm được những việc thiện á, thì mình có sự vui thích ở trong cái việc thiện của mình làm, thì gọi là tâm thiện thọ hỷ. Rồi cái chữ hợp trí, cái chữ hợp trí bây giờ là quý vị nghe thường rồi ha. Hợp trí đây chính là tương ưng với trí tuệ nè. Hợp với trí, tương ưng với trí tuệ. Hợp với trí tuệ, có một cái sự hiểu biết sáng suốt, đó là mình làm việc tốt thì mình đã tạo được nhân lành cho quả vui. Cái tâm mà tương ưng với trí tuệ thì đương nhiên nó sẽ đối nghịch với cái sự si mê, u tối và những cái ảo kiến. Nếu mà quý vị làm mà quý vị không biết quý vị làm cái gì á, là tâm thiện ly trí, đúng không? Khi mà mình làm chuyện thiện, ví dụ như mình thấy người ta đi chùa mình cũng đi chùa, thấy người ta làm phước mình cũng làm phước, thì nếu mà Chư Tăng hỏi ồ tại sao con đi chùa vậy, thì mình chỉ qua dạ bà này đi con đi theo, ồ như vậy con biết tại sao con cần phải làm phước không, ồ
tự vì con thấy người ta cho thì con cho, chứ cũng không biết là vậy làm sao. Mà con á là con cũng không để ý đâu sư ơi, mình làm chuyện thiện mà mình đâu có phần phải biết đâu. Mình là coi như xả, là không có biết gì hết á. Mà mình vô tình á, cái đó là ly trí đó quý vị, tự mình không biết mình làm cái gì. Mà có một cái số những cái tư tưởng thì như lại thấy họ thấy cái đó là hay. Tự vì mình làm mà mình không cần biết mình làm cái gì á, thì giống như có vẻ là nghe nó cao siêu lắm, mà thiệt ra đó chính là cái tâm ly trí. Mình phải biết chính xác mình làm cái gì, mình làm như vậy để mà cái mục đích gì, để tạo ba la mật hay là để cho quả giải thoát, hay là mình làm tự vì mình cạnh tranh với vị kế bên, hoặc là mình làm vì mình sợ mình không làm thì mình bị mất mặt, hoặc là mình làm là tự vì ông bà mình làm rồi mình làm. Nó có nhiều lý do để mình làm lắm quý vị. Nếu mà mình không khéo đó, mình chính là mình làm cho cái thuộc về cái tâm thiện ly trí thì nó rất là uổng. Quý vị thấy không? Cái chữ vô trợ á, thì nó có nghĩa là không có cái sự trợ giúp của mình hay là không có sự trợ giúp của người khác ở bên trong hay là bên ngoài. Cái người vô trợ đó, họ làm cái việc một cách rất là hồn nhiên, họ không có toan tính và không có ai xúi họ hết. Họ giống như là rất là nhanh nhạy. Đi đường mình gặp có một người khổ, người nghèo đứng ở ngay ngã tư, ok, móc cái bóp ra có 2 đồng xà thú cho người nghèo liền, không có chần chờ suy nghĩ là có nên không gì hết á, cái gì thấy không? Rồi một ca tiếp tục nữa, một cái ý nữa là tâm khi mà mình làm một cái chuyện thiện thì mình dùng cái tâm vô trợ của mình làm thì nó rất là tốt. Còn nếu mà mình làm mà mình suy nghĩ tới suy nghĩ lui, không biết có nên hay không, phải đóng bao nhiêu, đóng nhiều hay không, vì sao có đóng nữa hay không, thì nó thuộc về là hỗ trợ rồi, nghĩ tới nghĩ lui nhiều quá. Khi mà cái số 1 đây á, mình gom tất cả trở lại, nó gọi là tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Đây chính là một cái tâm khởi lên, nó sai khiến cho mình làm việc thiện nè, nó có đồng sanh với cái sự thọ hỷ và nó có tương ưng với trí tuệ. Nó được khởi lên một cách rất là nhanh chóng và nó không cần sự trợ giúp, thì đây chính gọi là tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Thì cái tâm này là cái tâm phải nói là nó thiện nhất trong cái tâm đại thiện nha quý vị. Nó vừa thiện, nó vừa thọ hỷ, nó vừa có trí mà nó không có được nhắc bảo nữa. Cái trong những cái tâm thiện đây, quý vị nhớ cái tâm số 1 này là cũng là tâm số 1. Rất là tuyệt vời. Nếu mà quý vị làm cái chuyện đi học Pháp, mình ứng xử trong cái gia đình, trong cái cuộc sống của mình bằng cái tâm này luôn 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 như vậy đó, thì cái phước quý vị nhiều lắm quý vị. Trong cái số hồi nãy mà quý vị nhân lên á, là cái tâm này là một trong những cái tâm mà nó trợ thủ đắc lực nhất của cái parami của mình đó. Quý vị ha. Rồi như đem một cái, mình đọc 2 tâm hôm nay thôi ha. Cái thứ nhì là tâm thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ, thì nó cũng giống như cái tâm ở trên, tâm thiện thọ hỷ hợp trí, chỉ có khác là cái này á là phải có người nhắc nhở mình mới làm, chứ mình không có đủ cái sức để mà mình phát ý là mình làm liền. Mình phải nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tới nghĩ lui. Thí dụ buổi sáng 5 giờ sáng dậy mà không biết có dậy nổi hay không, cái tâm thiện thọ hỷ hợp trí, mình có tâm thiện thọ hỷ hợp trí rồi đó, mà mình lăn qua lăn lợi, mình hí hí con mắt coi có 5 giờ chưa đây, mới có 4:55 thôi hả, ok nằm ngủ ráng đi, 2 phút quý báu nhất của cuộc đời, lăn qua lăn lợi thêm một cái nữa 56 cái đó là nó hỗ trợ nhiều quá, mà nói chứ nó hỗ trợ nó cũng đỡ hơn là nó không có vậy luôn, phải không quý vị? Thành ra mình không có được cái số 1 thì thiệt ra cái thằng số 2 là nó cũng là gọi là quý hóa lắm rồi. Cũng lăn qua lăn lợi, Kỳ Anh cũng lăn qua lăn lợi nhiều dòng lắm, phải không Kỳ Anh?
Sa thú, sa thú. À, kính thưa quý vị, bây giờ là 10 giờ 17 phút rồi. Thôi hôm nay mình ngừng ở chỗ này đi, rồi mình từ từ mình đi tiếp, chứ không có gì gấp hết. À, bây giờ Nguyên Như xin mời sư huynh Lý. À, hồi nãy giờ Nguyên Như ôn bài, có cái chỗ nào mà Nguyên Như nói nó không có đúng pháp hoặc là sai, Nguyên Lý nghe, Nguyên Lý có thể cải chánh tri kiến dùm cho Nguyên Như và lớp. Nguyên Như xin mời bàn tay của Nguyên Lý nha. Sa thú lần thay. Dạ, Nam Mô Bụt Đà nhé, Nam Mô Thầm Ma nhé, Nam Mô Sang Khả nhé. Con xin trí kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Phật Bảo và Tăng Bảo. Con xin kính lễ Chư Tăng và xin kính chào toàn thể đạo tràng. Nãy giờ học bài với Duyên Như, thực ra là Duyên Như giúp cả nhà nói chung và riêng em nói riêng và cải chính trí kiến chứ. Bài ngày hôm nay học về ý nghĩa của tâm thiện và học vào hai cái tâm đại thiện là tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ và tâm thiện thọ hỷ hợp trí hỗ trợ, thì đâu có gì để mà cải chánh tri kiến nguyên như nữa đâu. Những cái nó cũng, những cái sự giải thích của nguyên như nó cũng rất là rõ ràng. Cho nên là cũng không có gì để mà bàn cãi thêm nữa. Vậy thì xin phép cả đạo tràng chúng ta có ai có sự đóng góp, có những kinh nghiệm hoặc là những cái nhận xét hoặc là những cái cách thức nào để mà chúng ta có thể khi mà tác ý hành thiện, chúng ta có những cái kinh nghiệm nào để mà thấy được cái, hoặc là quan sát được cái tâm để biết rằng là tâm đó tâm thiện hoặc là tâm đó là tâm đang bất thiện, và qua cái trạng thái thọ hoặc là qua cái trạng thái tác ý khôn khéo hoặc là qua cái trạng thái cái thái độ, thấy được cái thái độ, nhận thức ra được rằng cái tâm này là tâm thiện vì là cái thái độ đó là cái thái độ chánh đáng, nó có cái ý tốt ở trong đó chứ nó không phải là có một cái sự tội lỗi chẳng hạn gì đó. Đương nhiên là nó có những cái khía cạnh mà có sự lành mạnh hoặc là cái tâm nó có trạng thái tốt đẹp, hoặc là nó có cái sự khôn khéo trong đó, khéo léo trong đó, nó có cái sự vô tội, nó và những cái này nó đưa lại những cái kết quả cho cái những cái quả an vui, thì những cái khía cạnh đó chúng ta qua những cái điều đó chúng ta thấy rằng cái tâm này là cái tâm thiện hoặc là cái tâm này là cái tâm bất thiện. Thật ra học tất cả những cái điều này chúng ta học là chỉ để sở dĩ mình có học là mình có cái sự hiểu biết là cái tâm nó đang trong cái trạng thái thiện hay bất thiện, để mà chuyển hóa từ cái nhận thức ra được rằng cái tâm này nó đang bất thiện như vậy thì phải có một cái sự tác ý khôn khéo như thế nào để mà chuyển nó từ cái bất thiện nó qua thiện, thì chúng ta dùng những cái pháp như là tứ chánh cần như này, hoặc là tứ như ý túc, hoặc là ngũ lực ngũ quyền, thì đây những cái bài học này á, nó có sự tương tác với nhau với những cái bài học của những cái lớp khác, mà tất cả những cái bài pháp của chúng ta nó đều có giá trị. Cái giá trị của pháp học là chúng ta càng học thì chúng ta càng phải hiểu rõ nó và phải biết cách ứng dụng nó ngay lập tức, nó có cái giá trị nhất ngay lập tức tức thời chứ không có cần phải đợi chờ gì cả. Tại sao biết rằng học để biết rằng thiện nó cũng có nhiều loại, nó có 8 loại. Nội trong một cái việc thiện thôi, khi mà hô hào với nhau thì cái người mà đáp ứng ngay tìm mọi cách để mà cho nó cái việc, có một cái thiện sự này nó được thành tựu tốt đẹp, hoặc là đối với một cái người mà có một cái sự cân nhắc hoặc là lưỡng lự chút xíu là nó đã có cái, nó đã có cái sự khác nhau trong cái chuyện mà cái quả nó của từ cái tâm này nó cho ra. Cho nên là biết như vậy để mà càng biết chi tiết để làm gì, càng biết chi tiết để chúng ta
càng thấy rõ được cái hoạt động của danh sắc này, và càng để mà thấy được những cái pháp vũ ngầm, những cái chút xíu như vậy thôi là nó có những cái duyên trợ lực, những cái duyên đạn cậy đẩy cản hoặc trì kéo. Mỗi một người nó có một hoàn cảnh khác nhau chẳng hạn, để mà chúng ta có được ý thức được cái nghiệp của mình, nhận thức được cái khuynh hướng tâm lý hiện tại và nhận thức được cái hoàn cảnh môi trường hiện tại, để mà có cái sự ứng xử khôn khéo, để mà nó có sự lành mạnh, nó tốt đẹp, nó khôn vô tội, và kết quả là cho quả an vui. Mà cái quả an vui ở đây nó có ba mức độ: quả an vui hiện tại, quả an vui đời sau và quả an vui của Niết Bàn giải thoát. Đó. Thì nó cũng nói những cái điều này xin chia sẻ để nói ra nó hơi rộng ra chút xíu. Tuy rằng cái bài học ngày hôm nay chỉ là tập trung vào cái nghĩa của tâm thiền và hai cái tâm đại thiền đầu tiên, nhưng mà như vậy để chúng ta biết được rằng là thiền nó cũng có nhiều loại, thiền nó cũng có nhiều hoàn cảnh, thiền nó cũng có nhiều môi trường, và trong mỗi cái việc thiện được hành xử từ mỗi người khác nhau cũng có những cái nghiệp khác nhau nữa. Những cái ví dụ như là có những người làm cả đêm thì ban ngày người ta khó thức hơn, còn những người làm ca sáng sớm thì cái giờ tối có thể là, hoặc là có cái người ta có những cái duyên người ta làm việc được ở nhà, nó khác với lại những người mà phải trong mọi hoàn cảnh thì bắt buộc phải lái xe vào sở chẳng hạn. Mỗi một cái hoàn cảnh, mỗi một chúng sanh nó có cái nghiệp riêng, và cái thiện ở đây là có cái sự đủ, có sự tinh khôn, tinh khéo và thái độ lành mạnh, và nhận thức được rằng mỗi chúng sanh có cái nghiệp riêng riêng, để mà trong một cái tập hợp, một cộng đồng với một cái hiệp lực duyên, một cái thái độ chân chánh, để ý thức được rằng trong mỗi một cái riêng tư đó, mỗi một cái nghiệp đó, nó có những cái chung. Ở chung ở đây là chúng ta đồng sự với nhau trong cái việc tầm cầu giáo pháp, cùng giúp đỡ với nhau trong con đường mà học pháp học, thực hành những cái thiện sự, và kết quả cuối cùng là nhằm được đến đạo quả Niết Bàn trong ngày vị lai. Thì cái đó mới là cái mục đích quan trọng của cái việc học về những cái pháp thiện, để mà chúng ta ứng xử nó, chúng ta sử dụng nó được. Học pháp bất thiện cũng có thể hiểu được cái gì, những cái bản tính chất của nó, để mà nhận thức được ra rằng tâm này hiện tại là nó bất thiện. Học để mà thấy cái bản chất của nó và nhận thức ra được bản chất của nó, mới biết được nó là gì và mới biết được cách hóa giải ứng xử của nó như thế nào. Thì cái đó là mục đích của việc học, và thực hành nó cũng là cũng không kém phần quan trọng. Dạ, cho nên là xin cũng gần hết giờ rồi, xin tạm ngưng ở đây. Trong đạo tràng chúng ta có người nào có câu hỏi thắc mắc, hoặc có những ai có kinh nghiệm chia sẻ, xin chúng ta hãy cùng nhau đóng góp với bài, để cho cái bài học mình nó thêm phần xúc tích và nó có ý nghĩa, giá trị tốt đẹp hơn. Và xa thú làm thầy, và xin đưa micro lại cho đạo tràng. Sa thú anh. Dạ, Nguyên Như xin chia sẻ với một câu hỏi mà ở trong gia đình của Nguyên Như. Những cái quý vị này thì không có biết đạo nhiều, mà hỏi Nguyên Như thì Nguyên Như cũng nghe thì cũng giật mình thiệt, mà không biết trả lời làm sao. Nguyên Như sẽ chuyển câu hỏi lên cho đạo tràng trả lời thử ha. Thì cái vị này nói đó là khi mà mình làm một cái việc thiện á, mà sao thấy mình tính toán nhiều quá. Khi mà một làm cái chuyện thiện á, thì người ta phải không tính chứ. Khi mà tính nhiều quá coi chừng mình đi sai đường rồi đó, là mình đi tính toán chứ không phải là mình đi giúp đỡ, và mình không có phải là đi làm việc. Từ cái người mà thiệt ra thiện á, thì người ta không có tính. Quý vị có đồng ý với lại cái comment hoặc là cái câu nói của cái vị này nói không? Dạ, Nguyên Như xin đậu tràng có thể chia sẻ. Dạ, Nguyên Như xin xuống mic ạ.
Dạ con không biết, sư con có thể xin thỉnh sư Thanh Tâm, sư Pháp Trang hoặc là sư sư Nguyên Thông có thể trả lời cái câu hỏi này cho vị Phật tử đó dùm cho con, để con đem về con nói lại. Con cũng không có trình độ để trả lời câu hỏi này. Dạ con xin dâng bích lại cho chư Tăng ạ. Nam mô Bụt Đà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ, câu hỏi của Nguyên Như đã đặt ra để thỉnh chư quý sư giải đáp, nhưng mà con thấy thời gian hết thì con cũng xin mạo muội làm việc thiện mà tính toán quá, tính toán quá. Thứ nhất là trong cái câu đó mình chia ra trong đó tính toán và quá. Quá có nghĩa là nó không có quân bình rồi, cái gì mà nó quá là nó mất trung đạo. Nhưng mà cái quá đối với một người á, có thể là nó không quá đối với người khác, cho nên quá ở đây nó chỉ là một cái trạng thái mà cũng là một cái loại cảm thọ, cho nên là cần phải giải thích đối với cái người đó. Thì mình có thể đặt câu hỏi lại, nhớ ngày xưa Đức Phật có những cái câu cách để trả lời đó. Ngài có thể trả lời trực tiếp, Ngài có thể trả lời bằng cách đưa ra ví dụ, Ngài có thể trả lời bằng cách đưa ra câu hỏi ngược lại, hoặc là có những lúc Ngài cũng nín lặng, im lặng. Dạ đúng là xa thú. Thì mình có thể hỏi người ta là tính toán thế nào gọi là tính toán quá. Tính mà sơ sơ trong đầu mà nói ra mà người khác có hiểu được thì có thể quá hay không? Mà nếu mà tính toán mà là một cái điều không tốt thì tại sao chúng ta phải đi học toán? Thì tính toán nó chưa thể nào nói được đó là tốt hay không tốt, mà quan trọng là tính vì mục đích gì. Cái mục đích nó mới là cái mục đích mới là cái chuyện quan trọng. Cái mục đích đó nó có mang lại lợi lạc, nó tốt đẹp. Nếu ví dụ như là tôi mở tiệm, mở business làm ăn, đương nhiên là phải tính. Không tính thì sao có lời, không lời không có đồng ra đồng vô làm vốn, thì cái business nó bị lỗ lã và thất bại. Thất bại là nó mang lại thiệt hại cho không những là cái người làm cái điều đó mà có thể những người xung quanh nữa chẳng hạn. Mà bây giờ nè, mình ở nhà mình ăn cơm, có cơm mình ăn cũng phải có nhờ cái người trồng cái lúa, cái gạo. Cái người nông dân người ta cũng phải tính toán nha. Người ta phải biết là người ta lúc nào người ta gieo hạt giống, lúc nào người ta để có cây mạ lúc nào rồi trồng xuống, rồi lúc nào thời tiết nào, thời tiết bón phân, tưới nước, người ta phải tính chứ, người ta phải suy nghĩ. Nhưng mà với một mục đích rằng nó cho những cái đặng mùa, đặng có lúa mà bán, người ta bán, người ta bỏ công lên, người ta phải có lời chứ, người ta phải tính chứ. Tính mà cũng bao nhiêu công đó, nếu mà cho bao nhiêu hạt giống đó mà cho được một dạ lúa. Còn nếu một cái người biết làm mùa, có cái sự học hỏi, học toán mà làm đúng phương pháp, đúng phương cách, nó cho ra nhiều cái lợi nhiều hơn, lúa nhiều hơn, thì cái người những bao nhiêu người khác cũng được cái lợi ích từ cái điều đó chứ đâu phải không. Cho nên là đương nhiên rằng cái câu đối với trong đạo tràng chúng ta, khi mà chúng ta nghe một cái người mà đa phần những cái người mà thiếu sự hiểu biết, xin nói thẳng là thiếu sự hiểu biết, thường thường người ta không hiểu cái sao confused của cư sư là như vậy. Dạ, cái này chắc thôi để cái câu hỏi này chắc thôi để giải quyết sau thưa sư. Thì cái sự người ta thường hay phê bình mà phê bình không dựa trên một cái nền tảng
sự hiểu biết nào cả. Cái chuyện tính toán là cái chuyện mà điều rất là cần thiết. Quan trọng là, nói chung là tóm lại, quan trọng là cái tính toán đó vì cái lợi ích gì, vì lợi ích vì tha hay vì kỹ, vì kỹ mà nó có hại cho ai hay không. Hại người thì không làm, hại mình không làm, hại cho người cho mình cũng không làm, lợi mình mà hại người cũng không làm, lợi người mà hại mình cũng không làm. Đức Phật dạy, và cái điều tính toán đó, sự cân nhắc đó, một cái sự suy xét đó, một sự cẩn trọng đó, mà nguyên nhân có thể là đổi cái chữ là tính toán này ở đây, anh hoặc chị có thể hiểu nó trong một cái trạng thái gọi là cái sự cân nhắc, suy xét, hoặc là có những cái những tác ý khôn khéo chẳng hạn. Thì để mà cho lợi lợi người và lợi mình nữa, thì là một cái điều đó tính toán rất nên làm. Một cái người kỹ sư xây cầu đường cũng phải biết tính toán chứ, tính toán làm sao cái cầu này chiếc xe tải nó chạy qua, hoặc là xe hơi của mình chạy qua nó không bị sập cầu, nó rớt xuống chứ. Nếu mà không học toán, không có tính thì tháo bớt xi măng ra, bớt sắt ra và cầu bị sập, thì cái đó có rất là có hại. Một cái ví dụ đơn giản như vậy thôi cũng có thể làm cho họ thay đổi được cái nhìn, gọi là cái sự mà làm thiện cũng vậy. Tất cả mọi hành động đều là những cái việc gieo nhân, xây cầu, xây đường cũng là một cái điều y chang như vậy. Bây giờ nếu mà người ta không tính toán khéo thì cái đường mình chạy sụp ổ gà rồi nó những cái trở ngại như vậy, thì cái người lái xe nó mình đang lái xe mà cái bị sụp ổ gà, hoặc là nó có hại xe, hoặc là nó mình cái người ngồi trên xe cũng không được an vui nữa, nó cũng rất là khó chịu. Cho nên là nó có rất nhiều cái cách để mà có thể trả lời câu đó. Và nếu một cách tốt nhất là nếu mà mình biết được cái vị đó là cái người làm về cái ngành gì, có những cái chuyên môn nào đó, thì mình có thể đặt câu hỏi ngược lại là đúng rồi, lợi mình lợi người đó, là trong cái công việc làm của anh đó nó có sự tính toán hay không, hay là anh làm theo cái trạng thái tùy thích, là ngay lúc đó là có thể họ có một cái sự chậm lại để mà trước khi quá vội, và tiếng Anh gọi là too quick to judge, có nghĩa là quá vội để mà gọi là bình phẩm. Dạ, thôi cũng mừng cho sư đã phát hiện ra được cái vấn đề để giải quyết cái computer. Thì cũng như vậy, trước mọi một cái lời bình phẩm như vậy, bẻ cái chữ pháp của trong cái câu đó ra, thì bắt đầu mình giải quyết từng cái phần như vậy. Thì hy vọng rằng như sẽ có được cái phương pháp trả lời cái câu hỏi đó, hoặc một cái câu bình phẩm như vậy. Thực ra trong đời cuộc đời này, chúng ta sống ai cũng phải tính cả, mình tính để mà mình lấy phần lời phần hơn về mình cũng có, nhưng mà mình tính để mà có cái sự ăn đồng chia đủ, hoặc là có cái sự lợi người lợi mình cũng có, cũng phải tính. Chứ cái kẻ không biết tính thì nói chung là sẽ không, đó là giống như là sự tích cực, mà có câu nói là sự tích cực cộng với sự ngu dốt là chỉ là một cái điều phá hoại mà thôi. Dạ, tính toán cho nên là một cái điều rất lợi ích, và cho nên ai cũng phải học toán. Dạ, dạ xa lắm. Xà thú, xà thú, xà thú. Rất là được học hỏi nhiều ở sư huynh Lý. Và bây giờ con thấy thời gian cũng vừa phải lẻ, con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể thay mặt đạo tràng. Con xin sám hối có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Sau đó Nguyên Như xin kính mời chị Nguyên Trang có thể hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ con xin dâng mít lại cho sư ạ. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhuta anupavena sada sauti bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma anupavena sada sauti bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sangha anupavena sada sauti. Bằng tu tê tất cả phước báu hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp,
Do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu sa thu, lành thai. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân Sư Nguyên Thông đã từ bi hoan hỷ chúc phúc cho đạo tràng của chúng con. Sau khi học nhóm với nhau ạ. Sa thú kính cảm ơn Nguyên Như và anh Lý đã chia sẻ bài học ngày hôm nay. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng ạ. Ya de wa ta san vi ti ha ra wa si ni tu be ka re po ti ka re ta hin ta hin. Ta tham ma da ne na pa wan tu pu chi ta so ting ka ro te ta vi ha vi man da le. Te ra cha mat cha na wa ka cha fit ka wo sa ra mi ka da na pa pa tu upu chaka gama cha de sa ni gama cha in sara sabba na phu ta sukhita pha wan tu te cha la pu cha ye pi cha an da sam pha wa sam se da cha ta atha wo pa pa ti ka ni ya ni kam tham ma wa rang pa ti cha te sabbe pi dukkha sakaro tu tang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mo tham mang tha ta cha bung ga la sang kho ho tu sa mang go wa an tha cha ya cha he ta ya cha am he rak kha ta sa tham mo sa pe pi tham ma cha ri no wit thịnh sam ba put ne ya ma tham ma ri yam ba we ti te. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nguyện chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hễ làm việc tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát kế liềm kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dại đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Và sau đây một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân Sư Thanh Tâm, Sư Pháp Trang, Sư Nguyên Thông đã đến với đạo tràng và tham gia với chúng con về nhóm học ngày hôm nay. Kính cảm ơn Nguyên Như và anh Lý đã chia sẻ Phật Pháp với đạo tràng để mọi người có thể hiểu rõ hơn. Và kính cảm ơn quý cô chú đạo hữu đã đến với đạo tràng và tham gia thời nhóm học của chúng con ngày hôm nay. Con kính mời quý cô chú trở lại vào ngày mai là ngày thứ năm ở bên Mỹ vào lúc 9 giờ giờ Hoa Thịnh Đốn, có nghĩa là 8 giờ sáng bên Việt Nam. Ngày mai sẽ là giờ học của Sư Pháp Tính. Dạ, sư sẽ tiếp tục và dạy về 12 nhân duyên. Dạ, sau đây con xin đạo tràng kính chúc đạo tràng có một đêm an lành, một ngày an lành, sáu thời đều an lành ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con kính tạm biệt đạo tràng ạ. Dạ, con xin xuống mít ạ.